Hello, xin chào cả nhà. Rồi em lên cho cả nhà một con đồng hồ Casio Eagle nha. Đó, đẹp lan can luôn, size 38 chưa nấm, dạ quang học trò luôn nha cả nhà, niềng xoay luôn. Đáy còn siêu luôn. Đó, rất là đẹp nguyên hộp luôn nha cả nhà. Chỉ 630. Bao ship luôn. Nè, dây thép đúc luôn, đời mi, nhìn sợi dây nè. Rất là phê luôn nha cả nhà. Niềng xoay nha, nhưng mà dây chỉ đủ tay 17 thôi nha cả nhà. Đó, anh em nào tay 16, 16 rưỡi là hết bài luôn. Đó, size 38 chưa nấm, cả nấm là 41. Dây nè, rất là đẹp. Đáy nè, còn nguyên siêu luôn. Đó, còn nguyên siêu luôn nha cả nhà. Niềng xoay. Còn đây là dạ quang nè, rất là sáng luôn nha. Đó, nguyên hộp luôn, em bao ship luôn nha cả nhà. Đó, đây dạ quang đây. Đó, rất là sáng luôn. Chạy full chức năng nha. Chống nước 100m luôn. Niềng xoay. Đó, dây nè, rất là đẹp luôn. Thích thì mình lên dây da, dây dù thì tùy nha. Dây đủ tay 17 thôi nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đấy còn nguyên siêu đích luôn. Đó, nè, nguyên rin. Đẹp lan can luôn, full hộp luôn. Rồi em mời cả nhà nha.